Chào đó các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tài Vinh của em ha. Kênh em là chuyên thanh lý mua bán trao đổi thiết bị âm thanh dàn sóng dàn cào kéo ha. Hôm nay thì em còn được hai cặp 40 anh em nha, hai cặp 40 coi 100 thành phẩm. Thì anh em muốn mua vỏ thì em bán vỏ anh em nha, mua thành phẩm thì em bán thành phẩm nha. Vỏ 40 này thì bán là 1 triệu một cặp vỏ nha đó. Cặp vỏ 40 vỏ sơn như thế này thì bán cho anh em là 1 triệu, còn anh em muốn mua thành phẩm thì là 3.900.000 anh em ha. Bát sử dụng là bát 40 RCF coi 100 anh em nha. Bát 40 coi 100 là bát 40 coi 100 ha. Có hai cặp đồng bộ như thế này anh em nha. Đó, có hai cặp 40 coi 100 chép là chép 750 nha. Nếu mà anh em mua thành phẩm thì 3.900.000 một cặp anh em ha. Và em còn một cặp quả tiễn 40 đôi ha. Một cặp quả tiễn 40 đôi này thì em đang bán với cái giá là 8 triệu đồng anh em nha. Cặp quả tiễn xài hai bát RCF luôn và một chép 750, phân tầng đầy đủ, vỏ là có lưới đầy đủ anh em nha. Đó, vỏ thì có lưới đầy đủ, vỏ sơn dán ép, vỏ quả tiễn ha. Quả tiễn 40 giá là 8 triệu đồng. Đó. Và còn một cái tủ máy tự đóng anh em nha. Tủ máy tự đóng khóa trước khóa sau có nắp đầy đủ luôn. Tủ máy này bán cho anh em 1 triệu ha. Đó, một cái tủ máy tự đóng bằng cây anh em nha, rất là chắc chắn ha. 1 triệu có nắp trên, nắp đầy đủ hết nha. Một cái tủ và một cái dàn nhạc này. Đó, còn mấy cái cặp chép đây quên nữa. Còn một cặp chép này là một cặp chép RCF N790 đã có làm con rồi anh em nha. Đó. Đã có làm con rồi, hoạt động tốt, 700k. Đó, 700.000 cho một cặp chép N790 này ha. Em thấy nó khá là to nha. Đó. 700.000 cho một cặp chép RCF N790 anh em nha. Đó, N790. Và một cái dàn máy này nữa, nói chung là tháng 7 anh em, nó buôn bán thì nói chung tháng 7 gặp rất là nhiều đó từ bất chắc anh em, nói chung là gian nan lắm anh em ha. Cái dàn nhạc này nói chung chắc phải bán xả cho anh em quá. Cái dàn nhạc này đang bán là 31 triệu anh em nha, gồm một mixer 12 line ha. Đó, một bộ micro 7, một con van số X5, một con main B3 và một con main 7200, một cặp sub BSD và hai cặp array 430 rất là đẹp anh em nha, đang bán 31 triệu. Nói chung là cái dàn này nói chung rất là xui anh em, không biết xui sao anh em ha. Tâm sự anh em tí nha, là cái dàn này một khách ở Đồng Tháp anh em chốt rồi, kêu để lên xe đi chút xíu về bà xui anh cọc cho cưng đó. Tí bà xui anh về, bà xui anh cọc cho cưng ha. Cái tới tối cái em điện cũng mất tiêu, tới sáng cũng nói chung là không mua anh em ha. Xong qua ngày hôm sau một khách ở Bình Dương anh em, một khách ở Bình Dương điện chốt rồi hết trơn rồi, nói em cọc chuyển khoản cọc cho anh rồi luôn rồi, anh về anh xem tài khoản anh có chưa, đặng sáng anh lên giao sớm cho em nha. Nó sáng ngày bây giờ nếu mà không qua thì anh cứ lên đi thoải mái, em nhận hàng nha, em không có bơm đâu anh sợ. Rồi tới sáng điện lại thuê bao anh em, chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn luôn anh em ơi. Đó, xong qua ngày hôm nay nữa, qua ngày hôm sau nữa là cái dàn này nữa anh em nha. Nói chung là tam tay luôn, ba khách luôn anh em. Rồi đồng ý cho test ok hết trơn, hát rất là ok rồi, dàn nhà hát hay quá. Rồi chốt xong rồi mất luôn anh em ha. Nó cũng là mất luôn đấy, các bạn không biết là bị cái gì. Ba khách liên tục trong 3 ngày anh em ha. Thì anh em mua thì em để anh em lại là 30 triệu, bớt cho anh em 1 triệu ha. Đó, dàn nhạc cái này bán chỉ có 30 triệu thôi. Và cái dàn bên đây thì bán là 33 triệu anh em ha. Có tivi, có xe kéo đầy đủ luôn. Đó, đầy đủ hết cho anh em hết, có xe vận chuyển cho anh em luôn ha. Thì lúc nào em cũng có xe đi giao cho anh em thoải mái hết, có xe to ha. Nó chở đi cho anh em. Dàn nhạc đầy đủ, giá này là 4 array, một cặp sub mới, một dàn máy cũng full như mới, xe kéo, tivi luôn, có cục bóc luôn, 33 triệu ha. Anh em cần mua mẫu nào thì alo giùm em. Thì em có bán thêm là xe đạp điện anh em, đó, xe đạp điện và chiếc xe 7 chỗ bên kia cũng bán luôn. Để dành cho anh em chở tạp quá, chở trái cây gì đó. Chiếc bên kia 7 chỗ máy xăng á nè, thì bán là 30 triệu ha. Thì rảnh thì em sẽ quay một cái clip riêng để quay về nó ha. Xe đạp điện thì em bán cũng khá là nhiều anh em. Mấy chiếc trưng bày này em bán hết rồi ha. Chiếc này là 8 triệu. Và cái mẫu bên kia là 9 triệu rưỡi nè. Mẫu hay ha, cho những bé gái thích chạy hay mẫu cao. Và mẫu này là mẫu 8 triệu. Mẫu 8 triệu ha. Đó, mấy mẫu 8 triệu là mấy mẫu này, màu đen, màu xanh. Bên này thì em có là mấy cái mẫu 9 triệu rưỡi, mẫu son xui anh em ha, mẫu son xui, xe đạp điện cũ luôn, đủ loại hết. Xe chưa dọn và xe dọn rồi có luôn anh em ha. Chiếc này dọn rồi, chuẩn bị gắn bình vô là 3 triệu mấy một chiếc. Chưa dọn 1 triệu 8 ha. Bao anh em làm chạy hết nha. Bánh, bụng rồi là ok hết. Đấy, không có vấn đề gì hết. Bắt đầu là em tiến hành em dọn mấy cái xe đạp điện ha anh em ha.
và em sẽ quay qua chủ yếu là đồ âm thanh anh em. Đó, đồ âm thanh thì em sẽ quay trước ha. Đồ âm thanh thì em cũng còn khá là nhiều đồ, quay từ từ cho anh em xem ha. Đồ âm thanh thì em còn là man 4 kênh anh em, man 4 kênh thì em còn là một cây JBL JBL S1007. Đó, con này là một con 4 kênh anh em ha, xài là nguồn tăng phô. Đó, rất là đẹp, giá là 4.300.000. Và anh em mua hàng bên em thì em có thu lại anh em nha và đổi lại, nhưng mà cái giá thì nói chung là nội cái tiền ship. À, bây giờ em nói đơn giản như thế này nha anh em ha, một cục men này tiền ship nó độ khoảng 200.000 và tiền ship cục men của anh em là khoảng 200.000 nữa, đó là khoảng 400.000. Thì nếu mà anh em đổi hàng thì anh em phải chấp nhận là anh em phải chịu phần 400.000 tiền ship đó rồi, tại vì em bán là em cũng không bao ship và em lấy hàng của anh em về thì anh em cũng phải là chịu tiền ship đó, là nó khoảng là gần 400.000 tiền ship anh em ha. Tại vì mình đổi đồ hàng nặng thì là bởi vậy, lý do là làm sao là mấy cái hàng mà như là lo vỏ lo thùng lo là em không có thu về, là lý do là tiền ship nó cao hơn tiền hàng nữa anh em. Như một cái vỏ thùng súp đó là nó còn cao hơn cái tiền mà mình thu nữa anh em ha. Đó, thì bởi vậy anh em đổi hàng bên em thì anh em phải chịu ship đó, lý do là vậy. Một con man 4 kênh V1500, mặt mày đẹp keng ha. À, gọi vô anh em thấy, em quay video mà thấy hình em chổng luôn anh em ha. 7 triệu đồng, 1.500W một kênh. Và cái dòng 4 kênh để đánh súp con 125 thì có là cái dòng V3 3600 Bluetooth, 11 triệu đồng anh em ha. Đó, 11 triệu cho một con men V3 này. Đánh súp con 125V4, nó là tương đương với mấy cái dòng mà mặt tin 1800 rồi đó anh em. Thì rồi, cái dòng này quýnh là bao anh em, bao lực ha. Man Việt Nam CA7000, 2.400.000 con này là 44 sò, chạy nó là 2, 4, 6, 12 tụ và 44 sò. Cái dòng này thì nó ra quýnh súp 50 là khỏe anh em nha. Đó, có thể là quýnh 2 cặp, 1 cặp 40 và một cái súp 50 vô tư. Cái con này thì anh em gáp một cái dàn nhỏ nhỏ quýnh ok ha, cho thê là vô tư luôn. Đó, thì em có mấy cái dòng vang nữa, là vang mới thì em để nói chung là hơi bụi bặm anh em nha. Cái này mới là trưng bày thôi anh em ha, còn hàng của anh em thì em phải giao là hàng trong hộp đàng hoàng anh em nha. K99 Bluetooth, 1.300.000, còn một bộ micro tồn kho. Một bộ micro tồn kho này thì bán cho anh em giá là 1.200.000 nha. Zebro tay đẹp, micro mới nha. Và anh em có dòng micro đi sự kiện thì em có dòng là ETC E600. Cái dòng này là 4 râu anh em nha. Đó, 4 râu 2.500.000. Cái dòng này nhập về cho anh em chiên để đi xô. Đó, mấy cái dòng mà UX31 thì em cũng có nhập về, nhưng mà đi xô thì em thấy không đạt hiệu quả cho máy nên em không làm mấy dòng đó nữa anh em ha. Mấy dòng đó cũng khá là ok nhưng mà em thấy cái sóng không được tốt cho máy nên em không nhập nữa anh em ha. Laptop mới thì em có dòng là HP. Đó, HP thì cái con này lại nó chạy là Core i5 anh em nha. Thế hệ là thế hệ 6 luôn anh em ha. Đó, mấy con này thì anh em đi nhạc thì vô tư, nó tải phần mềm gì thoải mái chơi game ok ha. Con này thì 4 triệu đồng anh em ha, dòng HP. Và em có thêm micro 7 thì em còn là cái dòng micro DS100. Cái dòng này thì về cho anh em chuyên ghi show anh em ha. Tiếng micro 7 thì anh em biết là tiếng khác là dày dặn anh em nha. Đó, tiếng của micro 7 thì nó khá là hay. Đây, bộ micro tai cũng còn khá đẹp, có bị chày xước nhẹ anh em ha, thì do micro 7 mà mình phải có bị chày xước sơ sơ. Còn không thích thì anh em sẽ có thể là dán decal lại. Nhưng mà cái này là tai còn rất đẹp anh em nha. Nó anh em thấy như vậy là còn rất là đẹp. 1.800.000 một cây anh em ha. Mặt mày thì anh em thấy đẹp keng này ha. Đó, mặt mày đẹp keng. Mã là DS UK 1000. Đó, UK 1000 anh em ha, 1.800.000 anh em. Milivert 4 thì em còn mấy cây anh em. Milivert 4 giá của nó là 800.000 một cây. Đó, 800.000 một cây ha, của Malaysia nè. À, Milivert 4 nha, 800.000 một cây. Vang xanh xui thì em còn được một cây anh em. Đó, vang xanh xui thì còn một cây, 800.000. Xanh xui mã là E60 và vang Bosai X5 thì 1.600.000 anh em nha. Đó, Bosai X5 1.600.000, quá hợp lý ha. Và tiếp theo thì em còn là một cây DK-King, DK9000 thì 1.400.000 anh em ha. Cora X6 thì 1.800.000 anh em. Và một cây vang nhận phần mềm đầy đủ nữa, test chức năng, đó là phần mềm X5 anh em nha. Con này thì 1.800.000 luôn. Và một cây này thì 1.300.000 ha. Mặt là X5 nhưng mà ruột của nó là Hugo anh em. Đó, ruột là ruột vang Hugo nè. Đó,
một nguồn 1.300.000 anh em ha, 1.300.000. Vang JBL có 8 chế độ eco revert, có bờ bluetooth đầy đủ 1 triệu đồng anh em ha, và một bộ micro gain down đó, gain down là 800.000 ha, đó cho một bộ micro này, một bộ go 7 nha. H555 800.000 và một con vang mặt mày thì nó cũng giống như mấy con vang em hay bán, nó cũng có echo, cũng có revert kiên đầy đủ. Giá con này cũng là 1 triệu ha, có bờ bluetooth đầy đủ luôn, nó có ngõ USB. Giá là 1 triệu và một cây nâng tiếng BBE. Nâng tiếng BBE thì em bán cho nên với cái giá là 800.000 nha. Đó, nâng tiếng mã là 882i 800.000 ha. Và một cây SB, một cây vang cơ đây số 7. Nó có màn hình to. Con này bán anh em giá là 900.000. Và em có nhập về cái dòng là dòng bass mới, bass Nestle nha anh em ha. Nestle này là Nestle 30 từ 170 con 65 anh em. Giá là 1.400.000 cho một cặp ha. Nestle 7 anh em nha, 1.400.000. Và một cặp 25 thì 1.300.000, hôm nay bán anh em 1.200.000 đi. Đó, 25 thì em chuẩn bị là em nhập cái dòng này về, chuẩn bị nhập lo về luôn. Đó, nhập vỏ lo về gáp 25 mui to cho anh em, giá cực kỳ yêu thương. Mui to, quýnh chất âm khá là sáng và ấm nha. Đó, cái dòng này thì em chuẩn bị nhập phân tầng và chuẩn bị làm cái dòng mui to 25 cho anh em ha. Mui to 25. Thì hàng mới thì em có trên để đây đầy đủ hết, rất là nhiều loại anh em ha. Chép thì có là chép 750. Nó chép thì cho có chép 750 và 450 ha. 450 thì một cặp là 500.000. RCF thì em để là trưng bày thôi. Ai này còn một cái chép lẻ nè. Nó chép lẻ này là chép mới luôn anh em nha, mà thanh lý cho anh em luôn. Một cái lẻ này 200.000 luôn, bắt ốc nha. Tại vì nó còn lẻ lẻ này em cũng không biết là lý do làm sao luôn. 450 bắt ốc 200.000. Đó, còn một cái lẻ này nữa, một cái lẻ này cũng là chép mới luôn nè anh em, chưa sử dụng này ha. Nó bán em 200.000 luôn để bụi bặm nè. Đó, một cái này là cái mặt tin hay gì đó. 450 200.000 luôn. Và còn một bộ phân tầng giá rẻ luôn, một bộ phân tầng này là quýnh lo 40 á nè, lo 40 con 65. Đó, bộ phân tầng này bán em 200.000 luôn ha. Đó, 200.000 cho một cậu phân tầng như thế này. Quá hợp lý chưa anh em? Đó, hợp lý ha. 200.000. Và còn đây mấy cái jack nung chích thì 25.000 một cái, đầy đủ hết. Em để thì nó hơi bị lung tung thôi chứ ship gọn lại nhìn cũng đẹp anh em ha. Tại vì mình tính mình nó hơi bừa bộn thôi chứ còn để tí em sẽ ship gọn lại. Dây 4 guộc, dây 4 guộc thì bán cho anh em một mét là 30.000. Đây là mấy phần con chép nè, con chép BA cũng có, con chép RCF cũng có và con chép 450 cũng có luôn ha. Anh em mua loại nào cũng có. Và hàng mới thì đây em nhập về em để trong kho và ở đây trưng bày. Đó, để sẵn cho anh em hết nha. Đó, để sẵn cho anh em luôn. Có đầy đủ hết. Laptop thì còn cái Toshiba nữa nè. Đó, cái Toshiba này chạy ok. Anh em cần liên hệ giùm em ha. 1 triệu đồng. Cái Toshiba 1 triệu ha. Mixer thì em còn được 2 con anh em. Mixer thì em còn được một cây FX8 còn rất là đẹp, 1.700.000. Eco revert đầy đủ ha, mọi chức năng hoạt động tốt, không lỗi lầm. Và một cái xác này là 900.000 anh em nha, còn hoạt động được 4 like hoặc 5 like gì đó, hư là 1 like 2 like đó, hư 2 like nha, không có echo, bán cho anh em 900.000. Về anh em kết nối với vang số đi xô cũng ok, nhưng mà đi xô nhỏ nhỏ được anh em ha, chữa cháy được. Bass Nestle 40 từ 190, con là con 75 anh em nha. Nestle thì anh em thấy cái cạnh nó thì anh em biết rồi, giá là 2 triệu đồng cho một cặp từ 190, con là con 75, hàng mới 100% anh em nha. Hàng mới 2 triệu đồng một cặp. Và bass JBL thì em còn một cái anh em, một cái JBL từ 220 con 100, anh em có thể làm súp được, làm full được một cái lẻ. Hoạt động tốt, còn đẹp. Đó, cái này thì bán cho anh em 900.000 cho một cái này đi, một cái JBL 900.000. Đó. Và một cặp RCF từ 280 anh em nha, từ 280 con là con 125, giá là 3 triệu đồng một cặp. Mấy cặp nói chung tháng 7 thì anh em bán hàng thì anh em bạn hàng hoặc anh em bán hàng cũng biết là nó bán rất là khó khăn ha, rất là chậm anh em. Giá đồ nó cũng rất là hợp lý cho anh em rồi ha. Giá lúc này thì anh em mua đồ thì giá nó rất là hợp lý rồi anh em nha. Và anh em lúc này anh em mua đồ đổi đồ thì anh em cũng biết á, là cái giá tùy theo cái thời điểm anh em nha. Nói cũng như là cái lúc này thì cái đồ nó rẻ thì em phải mua lại rẻ. Còn tới lúc mà gần Tết anh em, gần cận Tết thì mình mua hàng không có thì cái
cái đồ nó giá nó lại cao hơn, lúc Tết thì giá nó cao hơn. Giá nó cao hơn thì mình thu lại cũng có giá hơn anh em nha. Nói chung là lúc nào cũng vậy. Lúc hàng rẻ thì mình thâu giá rẻ, chứ mà lúc hàng rẻ mình thâu giá mắc thì mình thâu không được anh em ha. Thì em có là một cặp 40 từ 190 con 75. Bát này là thâu lại của khách nè anh em ha, nó thâu lại của khách. Còn rất là đẹp, khách nói là chỉ là dán mũi thôi anh em nha. Đó, cái mũi này là hơi hở gì đó khách dán lại. Đó. Con là con zin. Cặp này bán anh em 1.1 triệu nha. Còn rất là đẹp. 40 từ 190 con 75. 1.100.000 ha. 1.100.000. Và bát 40 từ 220 con 100 thì em còn là một cặp, hai cặp và ba cặp, bốn cặp luôn. Anh em mua thì để là 1.700.000 một cặp. Giá rất là hợp lý trong cái mùa này rồi anh em. Lúc này thì lúc tháng 7 mà anh em. Đó. Thì giá nó rất là rẻ ha. 1.700.000. Lo 20 là môi to được, làm full được, đánh trong phòng khá là ok. Đánh men nha. Đó, mấy con này xài dắt nu chích hết anh em ha. Đó, xài là xài dắt nu chích hết nè. Mã là Q8 ha. E3 Q8 nè. Đó. 8 kg ha. Nó có là thông số kỹ thuật hết. Và là 1.700.000 một cặp. Đó. Ke gốc lục giác đầy đủ anh em ha. Đó, ke gốc lục giác đầy đủ luôn. Mọi chức năng hoạt động tốt hết. Và súp. Súp là súp con 125 thì em cũng còn là mấy cặp anh em ha. Mấy cặp này còn là Neso không zin, giá là 3 triệu đồng. Màn thì còn bao đẹp cho anh em luôn nha. Đó. Anh em nhìn kỹ mới biết là không zin nha. Đó. Nhìn kỹ mới biết nha. Đó. Và một cặp một cái zin, một cái không zin bán cho anh em 3.200.000. 3.200.000 cho một cái zin và một cái không zin cũng là Neso luôn. Bốn cái này là em đồng bộ luôn anh em ha. Nó bốn cái này là đồng bộ. Bát Thái 300B Trung Quốc nha. Đó, cái này là nói chung là 300B Trung Quốc đi đừng ở Thái ha. Hàng mới thì giá là 2.800.000. TV 32 inch nè. Đó, mấy cái loại dòng này thì em không có ship đi được đó nè. Chịu mấy cái à. Đó. Và đây là một cái cặp 30 neo thì giá là 2.600.000. Một con men nguồn sung. Đánh là được một cặp 30 con 75 hoặc là một cặp 40 con 75 để dành cho anh em đánh mùi to. 2.500.000 một chiếc ha. Đó, 2.500.000 cho một cái men như thế này. Thì em còn được duy nhất một con anh em ha. Vỏ lo thì em còn là vỏ súp 40 đơn. Vỏ súp 40 đơn giá là 2.300.000. Và vỏ full. Vỏ full là vỏ mẫu là máng heo anh em. Nó là mẫu nhái quả tiễn đơn. Thì giá của nó là 2.000.000 một cặp. 30 Neso. 30 Neso thì đang bán giá là 1.800.000 anh em ha. 30 và mẫu tên lửa cũng có, và mẫu 40 đôi thì 3.400.000. Mẫu tên lửa là nghĩa là mẫu phi thuyền anh em, thì giá nó cũng là 3.400.000 cho lo 40. Lo mới thì em còn rất là nhiều dòng ha. Súp 50 RCS mới. Đây là hàng còn trong thùng anh em ha. Thì để một cái ở ngoài. Để nó bụi quá thì em chuẩn bị dọn cái kho này rộng ra, em sẽ trưng bày cho nó nhiều cho anh em xem ha. 3.000.000 cho một cặp và 40 con 100 thì 2.500.000 anh em ha. Và 40 cái mẫu này là con 75 nè, giá là 2.000.000 cho một cặp. Mẫu mẫu em hay bán nè, mẫu đó thì 1.700.000 ha. Để phía trong có đi vô quá em không quay nữa, 1.700.000. Sườn nhôm đó, mẫu màu đỏ rất là đẹp ha. Thì em gáp vàng cũng khá là nhiều, nó rất chất âm đưa ra rất là sáng anh em. Và mẫu súp, súp là 2.600.000 anh em ha. Đó, 2.600.000 cho súp đơn 50. Hàng bên em bán thì giá là chưa gồm phí vận chuyển anh em nha. Đó. Và hàng nặng thì anh em phải cho em xin cọc em mới bán được anh em nha. Nó như là mấy cặp súp này. Cái phiền gửi Tô Châu thì nó khoảng là 300.000. Mà còn gửi mà anh em mà gửi qua đơn vị mà shipper á. Thì một cặp súp đôi này tiền ship nó đâu đó rơi khoảng 900 đến 1 triệu anh em nha. Bởi vậy những cái hàng to này em rất là ngại gửi bên shipper. Đó. Thì em chủ yếu là em gửi bên Tô Châu hoặc là gần gần thì em đi giao cho anh em được nha. Tủ máy thì em có là tủ máy khóa bướm, tủ máy mới nè, nó có nhập mới gì đầy đủ cho anh em hết. Tủ máy khóa bướm 16 u giá là 3.000.000 cho một chiếc. Tủ lo kéo thì tủ lo kéo là có lo kéo 2 bát nè anh em, và lo kéo 3 bát ha. Anh em mua mẫu nào thì alo giùm em. Vỏ súp, vỏ full, vỏ array, rất là nhiều loại lo đó, thì em có đầy đủ hết, lo loại nào cũng có ha. Và hàng mới, hàng mới thì lúc nào em cũng có sẵn cho anh em hết. Trong kho thì lúc nào cũng có hàng mới. Lo mới, vỏ mới thì anh em chỉ cần gáp loại nào. Phân tầng mới thì có hết nha. Đó, phân tầng dây kết nối, nói chung là một cái dàn nhạc. Thì anh em cứ đến nhà em, thì anh em có thể là khi em gáp một cái dàn nhạc nào theo ý của anh em, thì mình chỉ là một khoảng một tiếng hồ là mình gáp xong anh em ha. Thì men mình có sẵn, lo mình có sẵn. Nói chung thiết bị âm thanh thì mình còn rất là nhiều anh em. Đó,
Thì anh em cần món nào thì cứ alo giùm em. Và hàng có mà trễ thì anh em cũng thông cảm giùm em một tí. Nói chung là cũng là do lên shipper họ sai sót, hoặc là do bên em sai sót. Thì bên em thì có ít có sai sót lắm em ha. Thì do là do bên shipper nhiều khi là một cái cục hàng gửi đến em rồi, nó nằm ở bưu cục khoảng 5-7 ngày luôn mà họ không có giao, là do cái cục hàng nó nặng quá. Nói chung là shipper đó anh, nó làm biến á. Nói chung là họ cũng hơi ngán anh em. Nhưng một cái ship đôi nó làm biến lắm, rồi cái nhiều khi không có đi giao được á. Cái để trong kho nói là khách hàng không nhận, khách hàng không nghe máy, nhưng mà thật ra là họ không có điện. Nói chung là mình cũng không trách họ được anh em ha. Thì nói chung anh em cũng thông cảm giùm em, thì em sẽ điện hối bên shipper nha. Thì một cái dàn nhạc phi thiền này là hôm quả tiễn em đang giáp với giá là 29 triệu đó. Anh em cần nhu cầu thì alo giùm em, hoặc là mua lẻ em bán lẻ nha. Cặp súp đây là cặp súp mới nè, mới thì em đang gáp với giá là 5.700.000. Anh em cần mua mới thì em có mới ha, mua cũ em có cũ thì đủ cho anh em ha. Thì cuối video anh em cho em xin một like, một đăng ký. Cảm ơn anh em ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua. Đó, cái cũng nhờ anh em ủng hộ nên em đã bán hàng được tới ngày hôm nay. Thì nói chung là cái uy tín là cái hàng đầu anh em nha. Còn những anh em nào mà mua hàng mà chủ yếu mà để chiêu ghẹo hoặc là chọc ghẹo thì nói chung là tiền ship cũng không có nhiêu mà cũng không có tốn thời gian bao nhiêu. Thì nói chung là mà mình làm vậy mình rất là tốn cái thời gian của mình em, và cái uy tín của mình. Nó quan trọng là cái uy tín thôi, bán hàng quan trọng là cái uy tín. Chứ còn mình đừng có nói là bây giờ cho dù mình lời một món đó 100-200 ngàn nhưng mà mình không có cái uy tín, rồi giờ bán hàng xong cái mình buông đuôi đó, là mình từ đó về sau thì mình mất khách hàng thôi anh em ha. Rồi chào anh em ha.